quân đội Israel cho biết trong tối ngày 27 tháng 6 đã có 35 rocket và tên lửa từ Liban phóng vào thành phố Safit ở miền Bắc Israel, gây hỏa hoạn, mất điện và thiệt hại về tài sản. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ lực lượng phòng vệ của nước này đã đánh chặn thành công hầu hết các rocket và tên lửa phóng sang, không ghi nhận trường hợp thương vong nào. Hội đồng vùng Merom Hagalin cho biết có một ngôi nhà bị trúng rocket. Trong khi đó, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ xác nhận một số đám cháy đã bùng phát và dân thường mắc kẹt trong thang máy do mất điện. Cùng ngày, phong trào Hezbollah tại Liban tuyên bố lực lượng này đã tấn công sang căn cứ không quân của Israel ở Safit bằng rocket để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Nabatea ở miền nam Liban và thị trấn Somor ở miền đông nước này một ngày trước đó. Trong một tuyên bố riêng, IDF cho biết trước đó cùng ngày, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một cơ sở quân sự của Hezbollah ở làng Ramia, phía nam Liban, khiến hai thành viên Hezbollah thiệt mạng. Cùng ngày, các nguồn tin quân sự giấu tên của Liban xác nhận ba thành viên Hezbollah đã thiệt mạng, một người bị thương trong hai cuộc không kích của Israel vào hai ngôi làng Ramia và Hatata. Quân đội Israel ngày 27 tháng 6 đã yêu cầu người dân các khu vực xung quanh phía đông thành phố Gaza ngay lập tức sơ tán trong bối cảnh các lực lượng quân sự của nước này tiến vào khu vực. Thông cáo báo chí của người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrai có đoạn gửi tới tất cả người dân và những người phải di rời ở khu vực Suya Iya, các khu vực tạm cư mới, Topman và Antufa. Vì sự an toàn của các bạn phải sơ tán ngay lập tức về phía nam theo đường Salah al-Din tới khu vực nhân đạo. Trong khi đó, các nguồn tin an ninh Palestine xác nhận nhiều phương tiện quân sự của Israel đã tiến vào khu phố Suya Iya, nằm ở phía đông thành phố Gaza, giữa lúc xảy ra những cuộc pháo kích hạng nặng và oanh tạc, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi khu vực. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza ra tuyên bố ngắn gọn cho biết các nhân viên của cơ quan này không thể tiếp cận một số người thiệt mạng và bị thương ở khu vực Suya Iya do hoạt động không kích. Cũng trong ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 người định cư Israel với cáo buộc tham gia bạo lực cực đoan ở bờ Tây. Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một tháng, Ottawa thực hiện bước đi tương tự. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Canada cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể Israel, trong đó có các tổ chức của người định cư. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly bày tỏ, chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc trước hành vi bạo lực của những người định cư cực đoan ở bờ Tây và lên án những hành động như vậy. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cuộc sống của người Palestine mà còn làm xói mòn triển vọng hòa bình lâu dài. Lệnh trừng phạt của Canada dựa trên những biện pháp tương tự của các đồng minh Mỹ và Anh. Bộ Ngoại giao Canada cho biết, những cá nhân bị trừng phạt sẽ không được thực hiện các hoạt động giao dịch cũng như nhập cảnh nước này. Tháng trước, Canada cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 người định cư Israel. Bạo lực ở khu vực bờ Tây tiếp tục gia tăng sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza để trả đũa vụ tập kích vào khu vực biên giới phía nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen ngay lập tức chấm dứt một hành động tấn công tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Nghị quyết được thông qua với 12 phiếu thuận và 3 phiếu trắng của Nga, Trung Quốc và Algeria. Nghị quyết nhấn mạnh tất cả các quốc gia thành viên phải tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí có chủ đích đối với những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Houthi, được nêu trong nghị quyết 2216 năm 2015. Nghị quyết cũng lên án mọi hình thức tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua khu vực Biển Đỏ và yêu cầu lập tức trả tự do cho tàu thương mại Galaxy Leader và thủy thủ đoàn. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo hàng tháng về cuộc khủng hoảng hiện nay ở khu vực Biển Đỏ từ nay cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2025. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua trong bối cảnh lực lượng Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Biển Đỏ từ cuối năm ngoái, nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine ở dải Gaza. Các tay súng Houthi đã sử dụng thiết bị bay không người lái vũ trang và tên lửa tấn công các tàu thuyền. Trong hơn 70 cuộc tấn công, Houthi đã đánh chìm 2 tàu, bắt giữ một chiếc khác và khiến ít nhất 3 thủy thủ thiệt mạng. Hành động của lực lượng này đã gây quan ngại trong khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ. Giữa lúc các cuộc giao tranh ở dải Gaza và Biển Đỏ chưa có hồi kết, ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã nhận nhiệm vụ tới Trung Đông để ngăn chặn xung đột mở rộng.
Kể từ tháng 10 năm 2023, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Dwight D. Eisenhower của Hải quân Mỹ đã được điều động tới và rời khỏi khu vực Trung Đông. Mới đây, Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ rời khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tới Trung Đông trong phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Theo tờ Business Insider, gần 9 tháng qua, ngoài chiến dịch quân sự của quân đội Israel ở dải Gaza và các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen nhằm vào tàu bè đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden, nhiều người còn lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Liban. Sau vụ tấn công bất ngờ của nhóm Hồi giáo Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, tiếp đó là đòn trả đũa của Israel vào Hamas ở dải Gaza, một làn sóng bạo lực đã bùng phát ở khắp Trung Đông. Mỹ đã nhanh chóng đưa thêm các khí tài quân sự như máy bay và tàu chiến vào khu vực. Trong động thái nhằm ngăn chặn xung đột mở rộng và thể hiện sự ủng hộ đối với Israel, Lầu Năm Góc đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới phía đông Địa Trung Hải. Trên thực tế, lực lượng tàu sân bay chính là biểu tượng sức mạnh chiến đấu của Hải quân Mỹ và được triển khai trên khắp thế giới nhằm thực hiện chiến lược săn đe và can thiệp. Đi cùng tàu sân bay USS Gerald R. Ford còn có tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Normandy và các tàu khu trục lớp Aleppo và USS Thomas Hunter, USS Ramage, USS Kearney và USS Roosevelt. Nhóm tàu này đã hoạt động gần 80 ngày trên biển trước khi quay trở lại Mỹ vào tháng 1. Trong khi đó, USS Kearney là tàu chiến đầu tiên của Mỹ tham gia đối phó với các cuộc tấn công của Houthi vào tháng 10 năm 2023. Sau đó, tàu chiến này cùng với một chiến hạm khác đã giúp bắn hạ hàng loạt tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công chưa từng có vào giữa tháng 4 của Iran nhằm vào Israel. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower lần đầu tiên được triển khai tới Đông Địa Trung Hải vào tháng 10 năm 2023 bên cạnh nhóm USS Gerald R. Ford. Đi cùng với tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, còn có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mission và USS Great Valley. Nhóm này được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và Vịnh Aden khỏi các cuộc tấn công không ngừng của Houthi, đánh chặn hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV trong môi trường hoạt động cường độ cao. Thậm chí, nhóm tác chiến USS Dwight D. Eisenhower còn tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen như cơ sở hạ tầng, vũ khí, bệ phóng và các tài sản khác. Phần lớn các cuộc không kích được Mỹ thực hiện đơn phương và đôi khi tiến hành cùng với các lực lượng quân sự Anh. Sau 7 tháng hoạt động ở Trung Đông, nhóm USS Dwight D. Eisenhower cuối cùng đã rời Biển Đỏ vào cuối tuần qua. Nhóm đang hoạt động ở Đông Địa Trung Hải trước khi quay trở lại Mỹ. Thay thế nhóm USS Dwight D. Eisenhower là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Nhóm này dự kiến sẽ rời khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong những ngày tới, sau khi hoàn thành cuộc tập trận theo kế hoạch và đi đến Trung Đông. Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay tại Trung Đông, nhóm USS Theodore Roosevelt sẽ tiếp tục thúc đẩy sự ổn định trong khu vực, ngăn chặn hành vi tấn công và bảo vệ dòng chảy thương mại tự do ở khu vực. Với việc nhóm USS Dwight D. Eisenhower trở lại Địa Trung Hải, còn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vẫn đang ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian Mỹ sẽ không có tàu sân bay nào hoạt động ở Trung Đông. Trong khi đó, nhóm Houthi vẫn liên tiếp tấn công vào các tàu thương mại trong tháng này. Thậm chí Houthi đã lần đầu tiên sử dụng xuồng không người lái USV chở đầy chất nổ để tấn công một tàu hàng và khiến con tàu bị chìm. Tính đến cuối tháng 5, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã bắn hơn 500 quả đạn với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững trong sứ mệnh bảo vệ an ninh ở Trung Đông của Hải quân Mỹ giữa lúc chi phí ngày càng tăng cao.